So how often do you what? Fly around or fly all around. The time? But the animals have to take care of themselves. And if they see one that's broken leg or sick, then they generally... Em bảo là cái câu trả lời cho anh Đinh ấy là thường ở đây là con nào bị ốm thì mặc kệ anh, đây là không xử lý được. Có nghĩa là nó là lúc đấy là nó sống chết thì là mặc bay. Còn nếu mà họ đi bằng cái helicopter ấy, bằng cái máy bay trực thăng này kia, họ nhìn và họ thấy được là con nào đang có vấn đề ấy, thì là họ sẽ dùng súng và họ bắn chết để cho nó nhân đạo. Chỉ nuôi mỗi Brahman thôi. In this country, high grade Brahman is... Mà ông ấy nhập bò giống về, bò đực giống ấy là chỉ là bò đực giống, chỉ đúng là thuần Brahman, không mua lai. Hello bác. Bây giờ Darwin đang là bình minh các bạn, chuẩn bị bình minh. Đó. Và trong này đó là một khu sân bay toàn trực thăng với lại những cái dòng máy bay nhỏ đấy bác. Đó. Trong kia. Bây giờ mình sẽ cùng đoàn. Đoàn có mấy người thôi. Bởi vì là sang Úc này tách ra hai đoàn các bạn. Ở đây là hôm nay sẽ được đi máy bay trực thăng để đi qua các trại ở Darwin này, và sẽ được ngồi trực thăng rơi tầm khoảng 2 ngày các bạn. Anh ơi, cái gì không cần thì để riêng ở đây. Tác nghiệp sớm luôn. Anh đem mũ lên à? Em đang băn khoăn có đem mũ lên không? Đây các bạn này, anh em đã được đi ra sân bay rồi, rất nhiều máy bay luôn. Ở đây thì mỗi ông chủ trại bò đều có một máy bay luôn ạ. Dã man luôn. Hello các bác, mình đã có mặt tại trang trại rồi sau khoảng 90 phút bay các bác. Đây là trại của TH ở bên Úc này. Ở trại này đâu đó rơi tầm khoảng 70.000 HA gì đó. Và lượng bò thì cũng rơi tầm khoảng 65-70.000 bò. 65 đến 70.000 bò anh Hoàng. Vâng. Đấy. Còn trại này là 30.000 rồi, trại này lớn nhất. Trại tức là tổng 3 trại là 60.000. 65.000 con. Con trại này là lớn nhất là 30.000. Trại này 30.000. Còn diện tích là 72.000 ha, 73.000. Dạ vâng, trên 70.000 ha mà. Ôi sợ. Ở đây người ta đi lùa bò bằng máy bay mà. Đi lùa bò máy bay mà. Vâng đúng rồi. Đây là dành riêng cho trại đây anh. Đấy. Máy bay của trại kìa. Máy bay của trại đó. Đây các bác nhìn thấy cái những cái ụ cỏ này. Sợ. Cái này người ta sẽ chuẩn bị cho bò vào mùa khô đấy bác. Chuẩn bị thức ăn cho bò mùa khô này. Cỏ họ đóng cái này nó phải rơi tầm cả tấn, hơn tấn. Đã mà toàn cỏ khô thôi. Đây nữa bác. Đây là cỏ chua. Bởi vì là ở đây thường là người ta sẽ có cái máy. Người ta sẽ cắt cái cỏ này. Đó. Sau đó là có một cái máy nữa để cuốn vào như thế này. Đây là cây cỏ ủ chua. Đấy, rất là thơm. Đứng ở đây rất là thơm. Người ta sẽ cuốn như thế này. Còn rất nhiều các kiện cỏ. Cái kiện cỏ mà kiểu là hình tròn nhưng mà đó là cỏ khô nữa. Nhiều lắm. Và lúc mình xuống máy bay á, mình người ta cuộn hai bên nữa các bác. Đó. Còn đây là những cái kiện cỏ vuông. Chắc người ta sẽ ép vào ra. Ở đây thì cái trại này là 30.000 bò và tổng 3 trại là trên 65.000 con. Diện tích là 72.000 ha. Dã man rồi. Quá kinh khủng luôn quá. Quả người ta chế biến thế nào để thành thức ăn cho gia súc thì anh ấy bảo là vừa với ủ đúng không, cả ủ và cả cuộn đấy là ủ khô, ăn khô ạ. Mình có hai loài, một cái ăn khô, một cái Chua. Vừa ăn khô vừa ủ chua. Okay. And in the on that ration, so it's a what would the ration be that you're feeding to grow up to transfer weight? A mix of grass, yes, silage, yes, and M4U molasses. Molasses and. Thế là cái hỗn hợp ăn là cỏ này, ủ chua này, với cả dì mật. That's for backgrounding. For backgrounding, and then later on in the year when we start to look for weight gain, we'll add some cottonseed. Add some more. Cottonseed, yeah. Đấy là những cái đấy là cho ăn là giai đoạn đầu tiên đấy đúng không anh? Cho bê ăn. Sau đó thì là cái giai đoạn sau mà để đẩy mạnh để cho nó tăng cân nhiều hơn thì cho thêm cái hạt bông nữa. And at weight gain, how much weight would you the weight gain per day would you expect in the yard? With the cottonseed, the high tăng trọng theo ngày. A kilo and a half. Từ 1 cân đến 1,5 cân. So a small note is that in this area, it's been developed for cotton production, which is very new. So to now you can have available cottonseed and other cotton byproducts, which in the past have not been here. Bảo là về cái khu này thì là mới đây là người ta bắt đầu là trồng bông và khai thác bông ở đây thì là công ty đã tận dụng được cái là hạt bông với cả phụ phẩm từ bông để làm thức ăn cho gia súc, thì đấy là một cái là mới chứ trước đây là không có. Ai có câu hỏi gì không ạ? Ai có câu hỏi gì không ạ? Hay là vừa đi vừa hỏi ạ? Trong cái thời gian mà vào mùa khô ấy thì thường là cỏ cũng rất là ít. Bây giờ là cái giải pháp chủ yếu ở đây. What is the solution for the station here during the dry season when the grass is dry and limited? Good question. Where is the stocking rate's critical to run the right amount of cattle here. Keep the stocking rate, the density, the number of animals per square kilometre is lower. Is lower to keep it, yeah. And how much lower? How many % lower? Like 20, 10? No. Just say it's important. We just keep it low. Yeah. Thế là một cái giải pháp bên họ là giảm cái lượng bò vào mùa khô để cho nó không phải cạnh tranh nhau về nguồn thức ăn. And also we're doing a lot of water infrastructure, putting a lot of new waters in to spread cattle out. To water, like to spray. No. Drinking water. Tanks and troughs. Đấy là một cái giải pháp nữa là bên các anh ấy đặt những cái máng uống nước ấy nó xa nhau, thế là để cho nó là nó giãn ra, để cho nó không tập trung vào một cái chỗ mà nó giãn ra như thế, để thức ăn của nó tìm được thì nó không bị phải cạnh tranh nhau. You put it in like salt lick or lick. Thế với cả là cho những cái là bổ sung khoáng chất như kiểu là cái cục liếm ấy. Đấy là có máng nước này với cả cục đá liếm cách nhau ra để cho nó giãn ra, nó không tập trung vào một cái vùng thì là nó không bị cạnh tranh nhau quá về thức ăn. Cho cả ăn phosphor. During the wet season when the cows are growing quickly, they need phosphorus. Đấy, trong cái mùa mưa ấy, khi mà con cỏ nó ăn và nó tăng trọng nhanh ấy, thì là phải bổ sung cái phốt phát đấy để cho nó khi mà nó lớn lên thì nó tăng cân nhanh thì nó cần cái đấy để nó phát triển. Phosphorus riêng cái đấy thôi. With the soil which is getting grazed, we're feeding a lot of sulfur. Sulfur as it dries out and stresses. Okay. That's fed separately as a lick, not mixed into the well. Anh này là phải dịch lại cho em. Sau khi anh này nói là anh này phải dịch lại. Into the bale. Yeah. So at Newry they also feed sulfur and salt. Sulfur là cái gì anh Hội? Into the silage. Sulfur for the grazing. What is sulfur? I don't know what sulfur is. Sulfur is just one of the elements. I don't know. Like one of the mineral. Yes. Đấy là ở bên cái trại Erie ấy thì là họ còn trộn thêm cả muối với cả một cái khoáng chất là sulfur đấy, và cho để cho nó bởi vì cái trại đấy là mình, anh bảo là tăng cái khung ấy, thì là họ nó cần những cái đấy để nó phát triển tốt. Cho em hỏi của anh, có mình ở đây có 3 trại. Thì you have 3 stations. Trại nào là mình cũng nuôi tức là cả bò cái có cái bò chửa, bò đẻ các thứ và which station have và khi mình quản lý như vậy. Which station got breeders and calf and only 2 stations and the other is not. Thì khi mình quản lý như vậy ấy, when you manage like that, how do you muster or gather the cow or the cattle together for selling? With 3 of them away, and you have to select handpick. Oh. Yeah. So each paddock, how much would exactly? How big would one paddock be roughly to show that, give them an idea? Thế bảo là chút nữa đi ra trại kia thì là anh ấy sẽ giải thích. So one. Thế là tí nữa là khi mà anh ra đấy thì anh ấy sẽ hướng dẫn cụ thể. Sơn. Mọi người nhìn cái bản đồ đấy ạ. Đấy là bản đồ của trại Avon. Thế là sẽ là được chia thành những cái khu mà nó ăn tự do. Và mỗi một cái khu cỏ ăn tự do đấy là khoảng tầm 10.000 hectare chẳng hạn. Helicopter and thế là họ sẽ dùng là máy bay trực thăng với cả ô tô, cái xe máy đường trường ấy, xe máy lùa. Hai năm một lần. Thế là người ta dùng máy bay với cả ô tô để lùa nó vào. Sau đó thì là tuyển, chọn sàng lọc. Ở đây thì như anh nói là 65.000 con. 65,000 in total, right? Or biết được thế nào. For example, this station 30,000. How do you manage? How can you manage your herd so big? It's a big job. Well, they go old and grey. Yeah, exactly. This is a progression. Ông bảo đây là hết đời này sang đời kia là chỉ có cứ trả lời câu hỏi của anh ấy thôi. Là từ khi mà từ trẻ thế này già rồi là vẫn là tiếp tục công việc đấy. We should introduce Alan. So can we introduce Alan? Đây là bác này tên là Alan. Alan was the station manager here at Avon for 16 years. Thì bác ấy đã làm cho trại này 16 năm rồi ạ. Bác ấy là quản lý trại. And there's probably no one else that knows, understands Avon, the country better than. Không ai hiểu được cái vùng Avon này bằng bác ấy. Thế là bác ấy đã có những cái kinh nghiệm rất là uyên thâm. Thế là cái câu hỏi của anh Hoàng ấy thì là chút nữa là đi ra kia thì là người ta sẽ chỉ cho cái quy trình. Thì nó mà nôm na là anh cũng vừa giải thích qua một chút đấy, thì là người ta dùng máy bay trực thăng đấy với cả cái, nhưng mà anh muốn theo dõi cho ăn đấy gì ạ? Không, cộng nghiệp đó thì Hoan cái đó mà em mới theo dõi được đấy thì Hoan hỏi đó thì tổng thì Nam Bo của anh 65 con tính toán làm sao để mà quản lý được đấy, rồi là chi tiết biệt được 65.000 con dê thương đấy. Thì anh hỏi về đếm thì đếm đúng thôi. Đếm sao đấy. Anh muốn hỏi về đếm à? Không, không quản lý bằng máy bằng chỉ. Họ không quản lý gì cả vì đây là chăn thả tự do anh. Vẫn có cái chip đấy không theo dõi được GPS mà so, chỉ theo dõi được cái nguồn gốc xuất xứ mà thôi. So you say that how do you manage one by one? They still think that they're feedlot when they try to know with this guy and this guy and this guy how much they eat and blah blah blah. And here they don't know. That you might not get out of here. Có chiếc đấy nhưng mà nó rất là đắt. Mỗi một con như thế thì là phá sản. Mỗi một con đấy là $250 một cái tag đấy. So I'm just gonna ask Randall about how they identify each animal individually, okay? Thế là anh ấy sẽ giới thiệu cho mọi người cái cách là anh ấy là làm thế nào phân biệt từng con một. Yeah, we put a tag in there that's got a chip in it. Like the Allflex tag, we saw the Allflex tag. Giống như là đấy là chỉ có cái thẻ như là thẻ chip thôi, bình thường thôi. Anyway, I don't know. But really, probably simply, it's a calf factory. We keep putting the females back into the herd. We buy bulls back into the herd, and we just take the weaners away. We take the old cows when they get aged. We take them away, and we just keep breeding. Thế là người ta sẽ là có cái chu trình là người ta sàng lọc nữa mà. Khi mà ví dụ như là cái trại này thì là cũng sàng lọc ra là bò đực một bên này, xong rồi là cho vào với bò cái này, khi bò cái đẻ rồi thì lại lấy hết bê ra này, thì là nó cũng có những cái từng lứa đấy, thì là không phải là tự nhiên một đống lẫn lộn với nhau mà họ cũng phải có cái lứa bê này ra, ngoài lại bỏ bê ra, bò già bò thải rồi lại cũng loại ra. Đấy cứ tức loại dần ra như thế thì là nó sẽ dễ hơn. When you process cattle, how many would you process, say for a paddock? How many would you process at the one time and read like through the tag? Oh, we don't read anything. You don't read cows, no, do you? Okay, no, it's too complicated. Yeah, okay, that's probably what that's probably why they're going. How do you do this? Half the tags missing, but we. Có about 1,000 cows. Most of the paddocks are about 1,000 cows. They're thinking how they manage animal feed. Once they come through as weaners, the steers, they get bred and managed. Okay, so when the young cattle come in as calves and go as feed, then they get their ear. Like everything gets ear tag, but they're managed individually. Okay, not the cows necessarily, but when the calves and they grow up, they have a. Người ta bảo là khi mà cái con bò bê ạ, nó được thiến và được vỗ béo, thì bắt đầu là họ sẽ là quản lý đặc biệt những cái con đấy theo cá thể. Đấy thì là lúc đấy là người ta sẽ là có số lượng nhỏ hơn để mà người ta quản lý thì dễ hơn. Đấy cái vấn đề là bây giờ là giả sử như vừa anh hỏi là. One is the rate of the bull to breed the one calf. Và câu hỏi thứ hai là mình quản lý cái cận huyết như thế nào? Sorry, one bull calf is 2.5% is what we're going. We're aiming for 3%. So the rate of bulls per cows is 2.5. 2.5. We're aiming for 3. So yeah, for every 100 cows, there's 2.5 bulls, and aiming for 3 bulls. Thế là bảo là cái tỷ lệ là cứ 100 con cái thì là có 2,5 con đực. 2-3 con đấy, đang thế thôi. 100 con cái, 2,5 đến 3 con đực đấy. Ít hơn chứ. 3 nhà kinh tế học đang nảy số lộ. Thế này, one more question about how do you prevent inbreeding? Like that's a bull management. Yeah, the bull management. Bull management. That's why we cut our male calves. That's why we cut our male calves. That's why we don't like to supply bulls. So the males are castrated. Yeah. And how many new bulls? What's the rotation rate for bulls? For herd bulls? At every 9 years. Every 9 years. So there's a constant. We're bringing 120 in every year. Okay, that's good. So two things. One is about 120 bulls come in every year and 120 go out. Thế là có hai cách để chống cận huyết. Nhất là cứ một năm thì là 100 người ta thải ra 100 con bò đực giống và mang thêm 120 con bò đực giống và mang 120 con bò đực mới vào. Đấy. And they castrate the male calves. They castrate so they're not. Và con bê đực mới. Con bê đực ấy, người ta là thiến luôn để cho không đẻ nữa. Cái con đực đó là mình sẽ nhập từ trại khác về đúng không? So when you buy the bull, it's from another. We select our bulls chasing the genetic, the direction we want to go. We're selecting in, so we'll select on genetics. We buy our bulls in from breeders. Oh, you do? And mainly all pure Brahman, or you're going for composites? Pure Brahman at this stage. You know, Allflex Jr. Yeah. He's sourcing bulls from there at the moment, chasing his genetics. See, they talk. Junior. Oh, Junior, not Senior. Yeah. There was a few little fisticuffs going on down in Rockhampton around all this. Thế ông bảo là mua cái bò đực mới là mua bò thuần Brahman thôi, 100% Brahman thôi. Xin mời Câu hỏi cuối cùng này, cái này là very last question. I don't believe you. Thả rộng như vậy á, thì mình cái công tác quản lý bệnh tật đối với con bò như thế nào? Mà nếu mà có làm giả sử như những dòng vaccine thuốc thì mình có làm hay không? So last question about disease management, pandemic management, control. How do you control such a big herd when they're spreading around like that? We vaccinate. Thế này là tiêm vaccine. So 5, 6 in 1. What are the vaccine for? 6 in 1. 4, 5 in 1. Or 5, 7 in 1. 5 trong 1, 7 trong 1. Botulism là bệnh tụ huyết trùng. Tụ huyết cầu. Clostridial diseases. Đấy. Did you do anything with 3-day sickness? Anh bảo sao? Tức là những cái chủng loại bệnh nào? Can you just mention quickly what are the diseases that they are vaccinated against? The most common is botulism. Botulism, right? Không biết là cái gì, chắc là tụ huyết trùng. Thì chắc chắn là phải cần nước. Water management. Is it rain-fed or well? You got well or rain-fed? We got surface water. Huh? We get rain, like we've got dams and rivers, but we've also got bores as well. How many bores on Avon would there be? Có giếng, có đập, có nước mưa, kết hợp 15 cái giếng. The rest is small dams. Để cho bò nó tụ tập. Đấy. Rồi hiểu. Chứ còn cỏ thì nó đi khắp nơi nhưng đến giờ là nó phải về để nó uống nước. Thế nó không đi xa nhưng mà nó cũng không. Tức là mình bố trí trong cái kia là bố trí bao nhiêu điểm nước đấy thì sau này tập trung bò nó cũng dễ. Okay, we should one question for Mr. Kiện. Ban trại bò của TH đây này, cả tổng thể ban trại là nuôi bao nhiêu thử giống và how many breeds of all the cattle? How many breeds, different breeds? Trong 3 thử giống đó thì giống nào là what breed chịu nhất is most resistant and resilient? Brahmans. Chỉ nuôi mỗi Brahman thôi. In this country, high grade Brahman is the most. Mà ông muốn nhập bò giống về, bò đực giống ấy là chỉ là bò đực giống, chỉ đúng là thuần Brahman thôi, không mua lai gì cả. Where we go this afternoon, they can have less Brahman in the breed. Buổi chiều nay ấy, mình đi cái trại kia thì là nó sẽ là có cái giống đa dạng hơn. Đấy, thì mọi người có thể hỏi về những cái giống khác. Mr. Vinh, one more question. How do you manage when the cattle have a broken legs, fall sick, for example? They have to take care of. We euthanize. We should. How do you know that they are having that problem? Like drones or? No, the airplane out there which we monitor stock. We got the helicopters flying around here regularly. We got. How often? So how often do you fly around or all the time? But the animals have to take care of themselves. And if they see one that's broken leg or sick, then they generally. Em bảo là cái câu trả lời cho anh Vinh ấy là thường ở đây là con nào bị ốm thì mặc kệ anh, đây là không xử lý được. Có nghĩa là nó là lúc đấy là nó sống chết thì là mặc bay. Còn nếu mà họ đi bằng cái helicopter ấy, bằng cái máy bay trực thăng này kia, họ nhìn và họ thấy được là con nào đang có vấn đề ấy, thì là họ sẽ dùng súng và họ bắn chết để cho nó nhân đạo. Similar to the Central Highlands in Vietnam. We have to give more tourism. Bò thả tự nhiên này, tự do luôn này mọi người. Chỉ đi ăn cây cối thôi. Đây. Anh cầm cái máy drone đi để bay không? Có, lúc nhúc bò trong này. Wow, đây là hình như là đã được dồn về đây rồi sao ấy. They muster them here. They're coming in. They rest around the water point, so there's a water trough here. Đây là có một cái máng nước ở đây. Tức là những cái khu vực có máng nước. This might be a yard. They might have together, but normally they rest during the day like this. Cái đấy anh cũng mới mua anh hay là? Không, cái này anh cầm đi. Anh lấy bao nhiêu cục cục cái này thôi đúng không? Đúng rồi, chị. Cái này không có được, không làm. Có bay. Bay đi anh không? Oh, ok. Bây giờ mình sẽ bay và lấy cam cho bác xem ha. There's two lines. There's straight slaughter, and then some of the others will go into a feedlot for weighing. They're all going for slaughter. Okay, so all of these cows are going for slaughter. Some will go are fat and ready for slaughter, and some will be grown in the feedlot in the Philippines to slaughter. Đấy thì là một số con bò gầy thì là sẽ được là đưa đến những cái trang trại vỗ béo trước, sau đó thì là giết thịt. Và những cái tất cả những con bò khác mà sẵn sàng giết thịt rồi thì họ sẽ giết luôn, không phải dùng để mục đích sinh sản mà là chỉ là để lấy thịt thôi ạ. So the average weight of the slaughter ready cows would be around 430 kg. Và cái cân nặng trung bình cho những cái con bò để lấy thịt này là 430 cân. So these are what you call cull cows, so they're leaving the herd and they're about 10 years or a little bit older. Mấy con này là khoảng tầm 10 tuổi, là những cái con bò cái bị loại, thải loại vì già rồi. So and the other one is the other reason is that they haven't produced a calf, so they're less fertile, so they're going leaving. Và là những cái con mà không đẻ được hàng năm mỗi năm một con ấy thì là người ta cũng loại cho là bò cái thải loại sang đây. How do you monitor one year? One cow calf, like one calf. Well, very testing, and we bang the so they cut so every year when the cows come in, they firstly preg test to see whether the cow is in calf, and they check whether it's lactating. We actually bang tail the wet cows. Yep. Okay. So when they come in next year, if they've got their tail grows 4 inches a year. Yep. And if they come in and they've got more than 8 inches of tail, they haven't had a calf for 2 years. Okay. What does it mean? I'll tell you. I'll give you in the. I don't know how to explain. Yeah, no, that's all right. So every time the cow comes in, if she has a calf, they take the they cut the hair off the tail. Có một cái nữa là người ta làm rất hay là hàng năm ấy khi mà người ta dồn bò cái vào một chỗ ấy, con nào mà đẻ được một con rồi người ta cắt một cái đoạn đuôi đi. Just the hair off. But if the cow comes in with a long tail, that means she hasn't had. Con nào mà cái đuôi mà nó dài ra thì chứng tỏ là con đấy chưa đẻ được, mà chưa đẻ được là người ta cho vào đây thải loại luôn. Rất thông minh đúng không ạ? Nhưng mà biết là mỗi năm là nó sẽ dài ra khoảng tầm từng này. Đấy, con nào mà dài ra đuôi hơn con khác từng này là người ta sẽ thải loại. Đấy, ai mà không ấy thì là cho ngay đi sang Philippines để làm. Anh hỏi 2 câu. Câu thứ nhất là làm sao được phân biệt được con bò gọi là trên 10 tuổi để thải loại? How do you know the cow is over 10 years old for cow? See the where's one? Can't see it. They got a brand number. They have a fire brand on which is a number. Mỗi một cái con bò thì là nó có một cái mã số ở mông. Đấy. Đồng dấu và có cái số 5. Rồi em hiểu đấy. Trong cái số đấy là cái số của cái năm đấy. Cái năm mà nó được sinh ra đấy. Hiểu. Cái câu hỏi thứ hai là nó hơi private một tí là giá bò này có phải là thấp hơn hẳn bò cà với cả bò kia? So what's the price for cow? Is it cheaper than steer and bull? Yes. Yes. At the moment. Wow, cows are significantly cheaper than steers. Ông bảo là con bò ấy, giá bò ấy thì là nó rẻ hơn đáng kể đấy. Rẻ hơn đáng kể đấy. Việt Nam là phải biết làm, như kiểu anh Hòa Đông Thành mới làm được, chứ còn bọn anh không làm được con này. Không làm được con này. Mấy lần có lãi không anh? Lãi chứ. Đã bỏ tay anh Hòa. So Đông Thành where he's working, they import cow, a lot of cows, and because it's cheap and they experience, so they say that it's profitable for them. Cows are profitable. Yeah. Come and talk to Randall. Anh bảo là chị Hải bên anh ấy qua hỏi nói chuyện với anh Hội với cả anh Randall đây, người ta bán trực tiếp luôn cho, không cần phải đi qua một bên thứ ba nữa. Bên này có rất nhiều bò thải loại rất tốt. Đấy, cái mục đích chuyến đi của em chỉ thế thôi anh ạ. Em rất cần Brahman. Miễn phí, không cần trung gian. These are older cows, but Avon also has a lot of excess younger heifers that they need to find a market for, which we won't maybe see, but they're... Và một cái điểm rất hay nữa là trong cái trại Avon này bây giờ là đang thừa bò cái tơ. Bò cái tơ giá cũng rẻ đáng kể. Thế nên là ai mà muốn nhập bò cái tơ để thử ý, thì là cơ hội rất là tốt thời điểm hiện tại vì giá bò cái tơ rất là hấp dẫn. Vấn đề là về là bò này khó thuần. One thing they say that the heifer is very they're not tame, not easy to manage. Like their temperament, they not happy. That's all the animals here are because they're wild, like semi. Oh, only for he said that the heifer temperament of the heifer a little bit more naughty. Yes, exactly. That's true. Cái máng nước này, bơm thử lên dưới giếng này. Ở đây là những cái con bò choai. So they behave like a steer in some way. Đây là bò cái thiến anh ạ. Bò cái thiến để năm sau là bán cho đơn đặt hàng. Everyone has had this. Tất cả làm thế mà nó mở ra xong rồi cắt vùng trứng bỏ ra để chỉ vỗ béo thôi. Indonesia mà. Anh hỏi anh hội lại mà xem. Để lúc why they spayed is hỏi hội the bulls will jump into this paddock and make them pregnant. So they don't want them pregnant because they can't be exported when they're pregnant. So they have to keep them getting pregnant by taking it over. Số gam. Cái cao lớn như thế. Cái này là mình gieo bằng hạt hết. Cái này là cắt một lần hay là cắt được hai lần à? Vừa rồi lúc nãy mình đi dọc đường là có một cái là cắt một lửa xong rồi. Thì bây giờ mày đang ra dọc đường lúc nãy mình đi là thấy cái lửa là lửa thứ hai đấy. Cái này không tới. Cái này như người ta gọi là cỏ ngô ấy mà. Có một vấn đề đó là thiến bò cái. Thì em bảo là thấy bảo là chỉ có thiến bò đực nhưng ở đây thiến cả bò cái. Nhưng mà thiến kiểu gì? Có thì để hỏi ông kỹ thuật biết mấy ông làm kiểu gì. Anh bảo là rạch một đường xong rồi lấy cái buồng trứng ra. Không, tức là bên này thì đấy những con bò nào mà để sinh sản thì đấy, còn những con bò nào mà để bán một thịt là người ta phải thiến hết. Đấy, thiến hết. Nhưng mà nó thiến như thế nào? 3 phút thiến xong. 3 phút là thiến xong nhưng mà thiến kiểu gì? Hỏi kỹ thuật thì mình biết. Kìa, anh nói anh bảo rồi mà. Thì tổng cái khu vực mà trồng cái cỏ cao lương này ấy, là 600 ha. 600 ha. Đó. Thì chia ra mỗi trại thì có chắc là có vài trăm ha gì đó. 200-300 ha gì đó. Trồng toàn cỏ cao lương rồi thôi. Loài này thì được hai lứa. Sau đó là người ta sẽ cắt lại trồng lại các bạn. Đây các bác này. Ở đây các trang trại toàn đi Land Cruiser. Đó, đi thăm bò toàn bằng Land Cruiser nhưng mà Land Cruiser bán tải nhá, đẹp không? Đẹp không? Đấy, con này cho về Việt Nam off-road nhiều quá kìa. Quá đẹp luôn. Trời ơi, nhìn cái đèn của nó to đùng luôn. Đèn dã man luôn. Đó. Toàn dòng Land Cruiser bán tải rồi đi xuống. Ở trong này thì cũng bình thường thôi bác. Những cái dòng Land Cruiser là máy dầu các nhà. Và tiếp theo là số sàn. Số sàn thôi. Đó. Cái này chở hàng thoải mái luôn. Đây, có cái dơ móc để kéo thêm cái tăm. Đẹp không? Hôm nay mà đi off road thì thôi rồi sướng. Đẹp.